sinh đã quay trở lại với lớp học của cô. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải bài tập toán lớp 4 tuần 31 với kiến thức trọng tâm là học sinh ôn tập về các số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên. Chúng ta bắt đầu đi vào phần bài tập. Phần 1, phần trắc nghiệm. Chọn câu trả lời đúng. Câu 1, số 45.308 được viết là, thì số 45.308 sẽ được viết theo thứ tự các số như sau là 4, 5, 3, 0, 8. Đáp án B. Câu 2, trong các số 12.345, 23.456, 34.567, 67.890 và 78.950, 79.560. Số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 là, thì số để chia hết cho cả 2 và 5 thì tận cùng của số đó sẽ là số 0. Nên là ta sẽ loại 3 số đầu tiên và giữ lại 3 số cuối. Sau đó số có thể chia cho cả 3 và 9 thì là số 79.560 sẽ là số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9. Vậy đáp án của câu 2 là câu D. Câu 3, tổng của 123.987 và 789.213 là A. 92.320, B. 913.200, C. 912.200 và D. 903.200. Thì ta sẽ đặt phép tính cộng của hai con số này ở ngoài nháp là 123.987 cộng 789.213 7 cộng 3 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 8 cộng 1 bằng 9 cộng 1 nhớ là bằng 10 viết 0 nhớ 1. 9 cộng 2 bằng 11. Cộng thêm 1 lúc nhớ là bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 3 cộng 9 bằng 12 nhớ 1. Lúc nãy là bằng 13. Viết 3 nhớ 1. 2 cộng 8 bằng 10 nhớ 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1. Và cuối cùng 1 cộng 7 bằng 8, cộng thêm 1 nhớ là bằng 9. Vậy kết quả của phép tính cộng này là 913.200. Đáp án B. Câu 4 cho dãy số 3, 8, 15, 24, 35, ... 3 số hạng tiếp theo của dãy số là, thì ở đây các bạn quan sát ta sẽ thấy được quy luật của dãy số này là số đầu tiên sẽ là 1 nhân cho tổng của 1 cộng 2, số thứ hai sẽ là 2 nhân cho tổng của 2 cộng 2, số thứ ba là ta lấy 3 nhân cho tổng của 3 cộng 2, số thứ tư là ta lấy 4 nhân cho tổng của 4 cộng 2 và số thứ 5 là ta lấy 5 nhân cho tổng của 5 cộng 2. Thì để tìm được số thứ 6 là ta sẽ lấy 6 nhân cho tổng của 6 cộng 2. Là sẽ bằng 48. Cứ tương tự như vậy ta sẽ tìm được 3 số hạng tiếp theo của dãy số là 48, 63 và 80. Đáp án B. Câu 5, số bé nhất có 6 chữ số, trong đó chữ số hàng trăm bằng 4 là A. 102.435, B. 100.401, C. 100.400, D. 102.456. Thì số bé nhất có 6 chữ số, trong đó chữ số hàng trăm bằng 4 là câu C. Giờ 4 số này là số nhỏ nhất. Câu 6, trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 1.500.000 Đoạn đường từ Hà Nội đến thành phố Nam Định đo được là 6 cm. Trên thực tế, đoạn đường trên có chiều dài là A. 9 km, B. 90 km, C. 60 km và D. 600 km. Thì để tính được đoạn đường thực tế, ta sẽ lấy 6 cm nhân cho 1.500.000. Thì 6 nhân cho 1.500.000 sẽ bằng 9 triệu cm. Thì từ 9 triệu cm ta đổi ra km, ta sẽ được là 90 km. Vậy đáp án của câu này là câu B. Sang phần 2, phần tự luận. Bài 1, đặc tính rồi tính. A. 12.962 nhân 205. Ta sẽ đặt phép tính như sau. 12.962 nhân cho 205. Đầu tiên ta sẽ lấy 5 nhân với 12.962. Năm nhân 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 5 nhân 6 30, nhớ 1 là 31, ta viết 1, nhớ 3. 5 nhân 9 bằng 45, cộng thêm 3 là bằng 48, ta viết 8, nhớ 4. Và 5 nhân 2 bằng 10, cộng thêm 4, lúc nhớ là bằng 14, viết 4, nhớ 1. Và 5 nhân 1 bằng 5, cộng 1, lúc nhớ là bằng 6. Tiếp theo ta lấy 0 nhân cho 12.962. Thì 0 nhân với một số sẽ bằng 0. Nên là ta sẽ lùi vào phía bên tay trái một ô. Đó ta viết lại 5 chữ số 0. Sau đó ta sẽ lấy 2 nhân với 12.962. Ta tiếp tục lùi vào sang tay trái một chữ số. 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. 2 nhân 6 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 2 nhân 9 bằng 18, cộng thêm 1 là bằng 19, viết 9, nhớ 1. 2 nhân 2 bằng 4, nhớ 1 nhớ bằng 5, viết 5. Cuối cùng 2 nhân 1 bằng 2. Sau đó ta sẽ cộng các tích riêng này lại với nhau. Không cộng 0 bằng 0. 1 cộng 0 bằng 1. 8 cộng 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 4 cộng 2 bằng 6. 6 cộng 9 bằng 15, viết 5, nhớ 1. 5 cộng 1 là bằng 6. Và cuối cùng là 2. Vậy kết quả của phép tính này là 2.656.210. Sang bài B, ta có 15.458 nhân cho 340. thì 0 nhân cho 15.458 sẽ bằng 0. Nên ở đây ta sẽ điền các số 0 vào. Không nhân 8 bằng 0, 0 nhân 4, 0 nhân 5 bằng 0, 0 nhân 4 bằng 0, 0 nhân 5 bằng 0, cùng là 0 nhân 1 bằng 0. Tiếp tục ta lấy 4 nhân cho 15.458. Bốn nhân 8 bằng 32, viết 2 nhớ 3. 4 nhân 5 bằng 20, nhớ 3 là 23, viết 3 nhớ 2. 4 nhân 4 bằng 16, nhớ thêm 2 là bằng 18, viết 8 nhớ 1. 4 nhân 5 bằng 20, nhớ 1 là bằng 21, viết 1 nhớ 2. 4 nhân 1 bằng 4, cộng thêm 2 là bằng 6. Sau đó ta tiếp tục lấy 3 nhân cho 15.458. 3 nhân 8 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 3 nhân 5 15, nhớ thêm 2 là bằng 17, viết 7 nhớ 1. 3 nhân 4 12, nhớ 1 là bằng 13, viết 3 nhớ 1. Tương tự 3 nhân 5 bằng 15, nhớ 1 là bằng 16, viết 6 nhớ 1. Cuối cùng 3 nhân 1 bằng 3, nhớ thêm 1 là bằng 4. Rồi sau đó các bạn cộng các tích riêng này lại với nhau. Không cộng 0 bằng 0. 0 cộng 2 bằng 2. 0 cộng 3 cộng 4 bằng 7. 0 cộng 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 0 cộng 1 cộng 3 cộng thêm 1 nhớ là bằng 5, viết 5 nhớ 1. 0 cộng 1 cộng 3 cộng thêm 1 nhớ là bằng 5. 6 cộng 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. Và 4 cộng 1 nhớ là bằng 5. Vậy đáp án của câu B này là 5.255.720. Sang câu C, 27.560 chia cho 720. 27.560. Chia cho 720. Thì đây là phép tính chia cho một số cho một số có 3 chữ số. Thì đầu tiên ta sẽ lấy 3 chữ số đầu tiên để chia. Thì ở đây 3 chữ số đầu tiên là 275, không chia được cho 720, nên là ta sẽ lấy thêm một số là 4 số là 2756 chia cho 720. Ta sẽ được 3. 3 nhân với 270 ta sẽ được là 2160. Ta lấy 2756 trừ 2160 sẽ còn là 596. Sau đó ta hạch 0. 5960 chia cho 720 ta sẽ được 8. Và 8 nhân cho 720 sẽ bằng 5760. Năm 960 trừ cho 5760 sẽ còn lại là 200. 200 không chia được cho 720. Vậy ở phép tính chia này ta có kết quả là 38 và dư 200. Bài 2, làm theo yêu cầu đề bài. A. Tính bằng cách thuận tiện nhất 51.980 cộng 19.699 cộng 10.301 cộng 18.020. Ở bài này để tính bằng cách thuận tiện nhất thì ta sẽ nhóm các số mà chúng ta có thể tính nhẩm thành một số tròn trăm hoặc là tròn chục. Thì ở đây các bạn quan sát, ta có thể nhóm số 5.980 và với số 18.020 ta có thể tạo được một số tròn trăm, tròn nghìn. Và nhóm hai số 19.699 với lại số 10.301. Đầu tiên ta sẽ nhóm 51.980 cộng 18.020 thành một nhóm, cộng cho nhóm thứ hai là 19.699 cộng 10.301 thì ở nhóm thứ nhất ta cộng được là bằng 70.000. Nhóm thứ hai ta cộng lại thì sẽ được kết quả là bằng 30.000. 70.000 cộng 30.000 ta sẽ được là 100.000. Câu B, tính giá trị của biểu thức 1029 trừ cho 34 nhân 21. Thì ở đây là biểu thức có phép tính có phép tính trừ và phép tính nhân, thì ta sẽ thực hiện phép tính nhân trước, nên là ta sẽ hạ 1029 lại. Sau đó ta nhân vào nháp 34 nhân cho 21. Một nhân 4 bằng 4, 1 nhân 3 bằng 3. Tiếp tục ta lấy 2 nhân 34, 2 nhân 4 bằng 8 và 2 nhân 3 bằng 6. Sau đó ta sẽ cộng 2 tích này lại. Bốn cộng 0 bằng 4, 3 cộng 8 bằng 11, viết 1 nhớ 1, và 6 cộng 1 bằng 7. Vậy ở phép tính nhân này ta có kết quả là bằng 714. Thì ở đây ta sẽ trừ cho 714. Sau đó ta thực hiện phép tính trừ. Ta lấy 1029 trừ cho 714. Trừ 4 bằng 5, 2 trừ 1 bằng 1, 0 trừ 7 không được, ta mượn 1, 10 trừ 7 bằng 3 và cả 1, 1 trừ 1 bằng 0. Vậy phép tính trừ này ta có kết quả là bằng 315. Vì cuối cùng ta có giá trị của biểu thức này là bằng 315. Bài 3, hai đội công nhân cùng đào một con đường dài 900 m. Đội thứ nhất đào ít hơn đội thứ hai 164 m. Hỏi mỗi đội đào được bao nhiêu mét đường? Thì ở bài này đầu tiên ta sẽ tìm đội thứ nhất đào được số mét đường là bao nhiêu, sau đó tìm đội thứ hai đào được số mét đường là bao nhiêu. Thì đây là dạng toán cho tổng và hiệu, nên để tìm số lớn thì ta sẽ lấy tổng cộng hiệu chia 2. Thì số lớn ở đây sẽ là đội thứ hai, vì đội thứ nhất ít hơn đội thứ hai nè. Hoặc là ta có thể tìm, đầu tiên ta sẽ tìm số bé, là ta sẽ lấy tổng trừ hiệu chia 2. Thì số bé sẽ là đội thứ nhất, vì đội thứ nhất ít hơn đội thứ hai. Vậy thì cô sẽ tìm đội thứ nhất là tìm số bé trước. Ta có lời giải là đội thứ nhất đào được số mét đường là . Ta sẽ lấy tổng trừ hiệu chia 2. Tổng là 900 trừ cho hiệu là 164. Đó chia 2 bằng 900 trừ cho 164, ta sẽ được 736. 736 chia 2, ta sẽ bằng 368. Vậy đội thứ nhất đào được 368 mét đường. Đơn vị là mét. Sau đó ta tìm đội thứ hai đào được số mét đường là 900 trừ đi số mét đường mà đội thứ nhất đã đào là trừ 368 sẽ bằng 0 trừ 8 không được, ta mượn 1, 10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 1. 0 trừ 6 được, ta mượn 1, 10 trừ 6 là bằng 4, trừ thêm 1 đó là bằng 3. Nhớ 1. 9 trừ 3 bằng 6, trừ cho 1 lúc nhớ nãy là bằng 5. Vậy đội thứ hai đào được 532. Đơn vị là mét. Cuối cùng ta đáp số. Đội 1 đào được 368 mét. đội 2 đào được 532 mét đường. Tiếp tục sang bài số 4. Có hai vòi nước cùng chảy vào bể. Vòi thứ nhất chảy được 735 lít, vòi thứ hai hơn vòi thứ nhất 20 lít. Hỏi trung bình mỗi vòi chảy được bao nhiêu lít nước vào bể? Thì đầu tiên ta sẽ tìm vòi thứ hai chảy được bao nhiêu lít nước. Thì đề bài cho vòi thứ hai hơn vòi thứ nhất 20 lít, vậy thì ta sẽ lấy số lít nước mà vòi thứ hai chảy được cộng thêm 20. Thì ta có lời giải là vòi thứ hai chảy được số lít nước là 735 cộng cho 20 bằng 755, đơn vị là lít. Thì ta đã có được số lít nước và mà vòi nước thứ nhất chảy được và số lít nước mà vòi thứ hai chảy được. Thì ta sẽ tìm được trung bình mỗi vòi chảy được số lít nước là, ta sẽ lấy số lít nước mà cả hai vòi đã chảy được cộng lại với nhau, chia cho 2 là 735 cộng cho 755, tất cả chia cho 2. Vậy ta có lời giải là trung bình mỗi vòi chảy được số lít nước là 735 cộng cho 755, nó chia cho 2. Thì 735 mà cộng cho 755 ta sẽ được là 1490. Sau đó ta chia cho 2 sẽ bằng 745. Đơn vị là lít. Vậy trung bình mỗi vòi chảy được số lít nước là 745 lít. Đáp số 745 lít nước. Vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập tuần 31. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài tập tuần sau.